Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Sân Si Tinh được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Đêm chung kết cuộc thi Người Mẫu Việt Nam đã khép lại, thế nhưng có hàng tá những câu chuyện mà nhiều người quan tâm. Điều đầu tiên khiến cho nhiều người hoang mang và lo lắng đó là tình trạng sức khỏe của thí sinh Cao Ngân. Cô nàng sải bước trên sàn catwalk với thân hình ốm tăm teo, với cân nặng chưa tới 40kg, cùng chiều cao 1m78. Nhiều người cho rằng nếu như có một cơn gió mạnh thổi qua, thì có lẽ Cao Ngân sẽ không thể nào trụ vững. Ngoài ra, không biết Cao Ngân có trót gây tội tình gì với ban tổ chức hay không, mà ban tổ chức lại sắp xếp cho cô nàng những bộ trang phục cực ngắn, làm từ chất liệu cứng, thêm phần hở bạo khiến cho Cao Ngân trông càng tệ hơn. Nhiều khán giả hoảng hốt và để lại lời bình luận như Cao Ngân gầy khủng khiếp luôn ấy, như kiểu chỉ còn da bọc xương. Thậm chí có người còn ví von hài hước rằng xem chương trình mà cứ tưởng đang xem phóng sự về nạn đói năm 1945. Người mẫu gì mà gầy quá trời gầy. Tuy nhiên Cao Ngân cho biết thời gian này cô bị sụt giảm cân và đang cố gắng tăng cân trở lại. Một đồng nghiệp thân thiết cũng nói rằng Cao Ngân từng gặp phải cướp trên đường rồi bị ngã dẫn đến gãy xương và dập phổi. Nên có nhiều lần Cao Ngân vẫn còn bị ho ra máu và sức khỏe vẫn chưa ổn định. Chúc Cao Ngân sẽ sớm khỏe mạnh trở lại và có một vóc dáng xinh đẹp hơn nha. Tiếp theo đó là một câu chuyện mà nhiều người quan tâm tại sự kiện Người Mẫu Việt Nam. Đó là hình ảnh của Quế Vân mãi mê bấm điện thoại trong khi bạn cũ Hồ Ngọc Hà đang mở màn chương trình bằng những vũ đạo cực bốc. Ai nấy đều đứng ngồi không yên, ai ai cũng há hốc mồm ra mà ngó. Điều đáng nói, Quế Vân và Hà Hồ ngày trước còn là chị em thân thiết, từng xuất hiện như hình với bóng trong 1.800 sự kiện, vui vẻ mặc áo đôi cùng nhau. Thế mà giờ ngoảnh mặt làm ngơ như người kia không hề tồn tại. Không chỉ mặc kệ thế giới, khi Hà Hồ xuất hiện sau khi chương trình kết thúc, Quế Vân đã ngay lập tức vào hậu trường chụp ảnh và trò chuyện thân thiết với Trương Ngọc Ánh. Nhiều người tự hỏi đây có phải là động thái khiêu khích Hồ Ngọc Hà hay không, vì ai cũng biết Trương Ngọc Ánh từng là tình cũ của Kim Lý mà nam diễn viên Thụy Điển lại đang hẹn hò với nữ hoàng giải trí. Sau phần mở màn sôi động của Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi tiếp tục khuấy động sân khấu khi mang đến ca khúc On Top phiên bản remix lần đầu được mang lên biểu diễn trên sân khấu. Sau đó Đông Nhi đã có những chia sẻ về sức khỏe và dành lời cảm ơn đến ekip và khán giả đã ủng hộ phần biểu diễn của cô. Cô vẫn giữ thái độ ôn hòa như mọi khi dù có nhiều sự cố tại buổi biểu diễn. Trước đó biên đạo của Đông Nhi lại tỏ ra khá ức chế với ban tổ chức khi tự ý đổi kịch bản mà không báo trước cho ca sĩ và vũ đoàn biết, khiến ekip vô cùng lúng túng. Được biết theo kịch bản ban đầu, tiết mục của Đông Nhi sẽ được sắp xếp vào phần cuối trước khi công bố kết quả quán quân. Tuy nhiên tiết mục này lại được thay đổi khi chàng ở giữa chương trình mà không báo trước. Khi vũ đoàn đang tập nhảy ở hậu trường và không kịp ra sân khấu, buộc Đông Nhi phải chạy ra để biểu diễn với sân khấu trống một đoạn đầu tiết mục. Chương trình gì mà lại có quá nhiều sạn ấy nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sân Si Tinh và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Sân Si Tinh bằng cách subscribe trên FML Channel nha.